Khóc nghẹn bức tâm thư cuối cùng Nguyễn Phương Hằng gửi đến Tổng Trọng. Cả đế chế vỡ mộng vì bông hồng thép. Vai diễn Đam, Minh, Phúc, vở kịch bắt đầu. Thưa quý vị, một nữ doanh nhân thành đạt, một nội tướng toàn tài cứu nguy cho sự nghiệp của chồng, một nhà thiện nguyện cứu trợ xã hội tiền tỷ. Có thể nói bà Nguyễn Phương Hằng đã tạo ra nhiều hình ảnh đẹp, là idol cho không ít người. Thế nhưng không dừng lại ở đó, bà còn thành công ngoạn mục trong lĩnh vực truyền thông với hình thức sáng tạo livestream tố giác tội phạm trên YouTube và chỉ trong thời gian ngắn đã thành công ngoạn mục, được một số người ngưỡng mộ tôn xưng là hiệp sĩ thế thiên hành đạo. Khởi đầu từ cuộc chiến vạch tội thần y Võ Hoàng Yên, tiếp đến là vạch lá tìm sâu từ thiện trong giới văn nghệ sĩ, báo chí, bà đã trở thành một YouTuber đình đám, hiên ngang, sông trận, lật đổ hàng loạt những thần tượng từng làm run rẩy trái tim của bao nhiêu người hâm mộ. Chuyện tâm thư gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính gửi đến bác Nguyễn Phú Trọng. Kính thưa bác, con là Nguyễn Phương Hằng, xin viết tâm thư này gửi đến bác. Lời đầu tiên, con gửi lời chúc sức khỏe đến bác. Chúc bác sống lâu và mãi mãi trường thọ với chúng con, với đất nước Việt Nam này. Thưa bác, con viết tâm thư này với tư cách là một công dân lương thiện và đặc biệt là con yêu đất nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào vì con được sinh ra và lớn lên trên giải đất hình chữ S. Con viết tâm thư này đầy nước mắt, con muốn gửi đến bác lời cảm ơn chân thành, tha thiết. Con tin là những việc con làm vừa qua rất có ý nghĩa vì con đã dám kiên nhẫn đấu tranh để tìm chân lý cho cộng đồng. Con đã dám vạch trần mặt trái từ câu chuyện lừa đảo xưng danh thần y của Võ Hoàng Yên. Ông ấy đã đi lừa đảo khắp nơi trong và ngoài nước, đã có 5 người qua đời và biết bao nạn nhân khốn khổ vì sự tin tưởng. Sự thật đã phơi bày và giờ đây một tập đoàn to lớn của những thế lực ngầm, nhà báo, luật sư, kể cả một số người đang làm việc nhà nước đã giúp cho vị thần y và tập đoàn to lớn tồn tại đến những 14 năm. Mục đích cuối cùng là lừa gạt đồng bào và buôn bán tiền ảo để chuyển qua nước ngoài, làm hao mòn tiền của nhân dân. Và tiếp theo là câu chuyện đạo đức, tư cách văn hóa của nghệ sĩ đã đi xuống đến mức cũng ăn chặn tiền của người dân, đã ủng hộ tiền cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Thi nhau ăn chặn và thi nhau làm giàu lên bằng niềm tin mà mọi người đã trao đi. Chính con đã lăn xả 6 tháng nay để ngăn chặn tất cả mọi hành vi tiếp theo của họ. Từ thiện, hai tiếng thiêng liêng nhưng giá trị đã bị bào mòn bởi lòng tham vô độ, vô đối của con người. Nhiều thập niên qua, ca sĩ, kịch sĩ, hài sĩ là một nghề cao quý lắm. Thực sự nó rất cao quý với những người yêu nghệ thuật, yêu nghề, xem là cái nghiệp của mình. Nhưng ở trong phía Nam này, có một nhóm người đã mượn danh ca sĩ, kịch sĩ, hài sĩ để đi sống bằng nghề từ thiện, quyên góp tiền và lừa đảo. Nhất là mỗi mùa bão lũ về miền Trung, họ lấy tiền nhân dân làm của riêng, thi nhau ăn chặn. Họ giàu bất chấp và dựa dẫm trên danh tiếng của mình, cũng như tổ chức ra thành nhóm, tổ chức mua giải của cuộc thi và biết bao nhiêu sai trái để làm cho văn hóa nước nhà bị xuống cấp. Nhân tài thật sự bị cản trở đủ đường. Người có tài thì không có những điều kiện thuận lợi. Con đã không cam tâm đứng nhìn nên con đã lặn lội suốt 6 tháng trên các kênh truyền thông, hơn 200 bài phát biểu của con trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước để thức tỉnh mọi người. Bác ơi, yêu nước khổ vậy sao? Xin bác đừng tin con mà hãy tìm hiểu những gì con đã trình bày. Con đã dũng cảm, dám đứng lên tố giác tội phạm, vậy mà suýt chút nữa con trở thành phạm tội. Hiện nay con và triệu triệu người yêu nước, thương dân một lòng hướng về bác. Với một niềm tin mãnh liệt, bác sẽ lắng nghe và thấu hiểu cái khổ đau của người dân yêu nước như con. Và mọi người chỉ mong sao bác hãy dọn sạch những văn hóa này ra khỏi cuộc sống đời thường của người dân, trả lại sự bình yên, nhất là văn hóa nước nhà cho thế hệ trẻ sau này. Trước hết phải khâm phục bà Phương Hằng về sự dũng cảm, tình cảm hâm mộ, niềm tin vào thần tượng của công chúng đã tạo ra quyền lực cho các ngôi sao như là những ông vua không ai. Thần y Võ Hoàng Yên không chỉ chiếm lòng tin của người dân như một thiên sứ, mà còn hớp hồn các quan chức có tiếng nhưng sở hữu nhiều tài sản muốn trường sinh bất lão. Chính vì vậy trong một đế chế đầy rẫy những thủ tục hành chính, giấy tờ nhiêu khê, rườm rà mà ngay với các thầy thuốc đào tạo bài bản, thủ tục chạy giấy phép hành nghề không dễ dàng thì thần y tay ngang một ngày học y lại được chính quyền tiếp đón, rước đi trị bệnh từ Nam chí Bắc. Bao nhiêu thành quả tạo dựng của thần y đã tan thành mây khói sau mấy chập livestream, dù cho thần y có vớt vát bằng khúc băng ghiêm cuồn cuộn. Tổ nghiệp, nhà thờ tổ là niềm tin thiêng liêng của giới nghệ sĩ, xưa nay vốn được thờ chung trong trụ sở hội ái hữu nghệ sĩ. Thế nhưng nghệ sĩ Hải Hoài Linh đã tự xây nhà thờ tổ riêng trên đất riêng như một cách tiếm ngôi, thành người thờ tổ ngành sân khấu. Việc xây dựng cũng cần giấy phép của chính quyền. Báo chí khui ra, giới nghệ sĩ phản ứng, chính quyền lên tiếng, nhưng rồi đâu cũng vào đó, ván vẫn đóng thuyền. Vậy mà sau mấy chiêu livestream của bà Phương Hằng, Hoài Linh đã phải bàn giao ra 13 tỷ đồng tiền quyên góp từ thiện cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào vùng lũ miền Trung từ năm đó vẫn còn bỏ quên trong tài khoản. Phía Đàm Vĩnh Hưng cũng được bà Hằng kể lể chuyện mua hột xoàn trả góp và sẽ công bố 13kg sao kê tài khoản từ thiện thu chi bất minh. Còn ca sĩ Thủy Tiên cũng từng được bà Phương Hằng livestream tố cáo ém nhẹm hàng chục tỷ đồng từ thiện. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển từng lập công lớn khi ăn 5 con mực trong vụ ô nhiễm Formosa cùng với cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, cũng bị bà Hằng lôi lên YouTube với hành vi gây quỹ từ thiện bằng tài khoản cá nhân.
loạt danh sách dính chưởng livestream của bà Phương Hằng còn dài, và nạn nhân mới nhất là ông Lê Tùng Vân, 91 tuổi, tu tại gia, thờ Phật trong nhà mà không đăng ký với giáo hội quốc doanh. Cụ Tùng Vân đã nhận nuôi nhiều thế hệ trẻ mồ côi bằng chính công sức lao động, trồng trọt, chăn nuôi của cụ và các thành viên, không hề vận động quyên góp hay nhận cúng dường của bá tánh. Ba thế hệ trẻ nuôi đã thành công trong các cuộc thi tài năng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Huyền Trân đoạt Á quân cuộc thi The Voice 2014, Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên được hàng triệu view trong cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca. Nhóm thiếu nhi năm chú tiểu 2 năm liên tiếp quán quân cuộc thi thách thức danh hài. Ông Tùng Vân từng bị báo chí quốc doanh, chức sắc Phật giáo quy chụp là tu giả, lừa đảo qua hàng trăm bài báo, phóng sự truyền hình. Chiêu thức từ dưới thắt lưng của bà Phương Hằng với cụ Tùng Vân là livestream tố cáo cụ Tùng Vân quan tâm thắm thiết với nhiều người và tất cả các thành viên trẻ trong nhà đều là con của cụ chứ không phải là trẻ mồ côi. Người trực tiếp tố cáo là thanh niên có nhiều tiền sự, tiền án, cũng là con nuôi của em gái cụ Tùng Vân. Dư luận về hiện tượng bà Phương Hằng livestream có nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cuồng nhiệt hoan hô, uống từng lời vàng ngọc của bà. Một số người chỉ đồng tình với một số trường hợp lật mặt có cơ sở rõ ràng như trường hợp Võ Hoàng Yên, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng. Một số khác lại băn khoăn về cách tố cáo tội phạm livestream là không phù hợp pháp luật và tạo ra những tiền lệ bất ổn trong sinh hoạt xã hội. Một số người chấp nhận về nội dung nhưng bàn luận thái độ, lời lẽ của bà Phương Hằng hơi quá mức đời thường. Mặt khác, ông Yên, các ông bà nghệ sĩ và nhà báo cây đa cây đề sau thời gian văn đấu trên mạng xã hội đã chuyển sang võ đấu bằng luật pháp, tố cáo lẫn nhau với công an các cấp. Đơn từ gửi đi như bướm bay. Hoang mang hơn nữa, bà còn có clip tâm sự nỗi lòng với cụ tổng, tức ông Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng trung thành với sự nghiệp đốt lò như là một đảng viên thứ thiệt. Ngay với hàng tá đơn bà Hằng tố cáo người khác và ngược lại, các cơ quan điều tra cũng tuần tự nhi tiến, mời các bên đến ghi nhận, lắng nghe. Cách thức ứng xử cởi mở, trân trọng của cơ quan công quyền với bà Phương Hằng. Ở một góc độ khác, thử hỏi ai sẽ hưởng lợi sau các livestream của bà Phương Hằng? Chắc chắn là mùa lũ lụt năm nay, người dân vùng lũ chỉ còn trông đợi vào Mặt trận Tổ quốc. Hiếm có cá nhân, tổ chức nào dám đứng ra vận động quyên góp. Nếu có thì cũng bị dư luận xem xét với sự dè dặt. Với chứng cứ hiện tại về 13 tỷ bỏ quên của Hoài Linh và các kết quả công bố, chắc chắn nhà nước có cơ sở để ra đời một quy định mới dành cho các tổ chức, cá nhân ngoài quốc doanh một khe cửa thật hẹp để dễ dàng quản lý. Những mầm mống của hoạt động tín ngưỡng, từ thiện bé nhỏ nhất, dù ở quy mô gia đình như thiền am bên bờ vũ trụ cũng sẽ bị nhòm ngó từ trong trứng nước. Có thể nói vô tình hay hữu ý, các livestream của bà Phương Hằng đã đóng góp rất hiệu quả cho việc củng cố xây dựng đất nước. Tuyên bố mới đây của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rằng tiền trong dân còn nhiều làm người ta băn khoăn. Phải chăng sắp có một sách lược điều tiết thu nhập của toàn xã hội tương tự như đổi tiền hay cải tạo tư sản trước đây? Vingroup đã vung tiền mua thuốc trị COVID-19, nhập công nghệ sản xuất vaccine. Tân Hiệp Phát đã đầu tư 5 triệu liều Sinopharm phòng chống dịch. Mỗi đại gia đều có cách góp của, góp công với đảng và nhà nước.